Xin chào tất cả bạn, hôm nay mình sẽ nói về con GANs V2. Thì con GANs V2 này có 3 loại. Loại thứ nhất là GANs V2 bình thường, GANs V2 tiếp theo đó là GANs V2 Advanced, thứ ba là GANs V2 Master. Thì đây là con GANs V2 Master. Thì ba cái đó nó khác nhau chỗ nào? Con GANs bình thường thì sticker nó rất là tối, sticker nó không có sáng, thấy không? Rồi con GANs Advanced thì nó sticker nó half bright. Đây là sticker half bright nè của GANs á. Đó. Rồi con Master là nó tặng thêm bạn một cái bộ phụ kiện lò xo đồ đó để thay vô con GANs. Rồi. Thì mình sẽ nói về cái cube này ha. Thì mới khi mà bạn gọi là mới mở hộp ra để xoay á, cái cube này xoay rất là tốt, nó rất dễ kiểm soát và rất là tốt. Nhưng khi bạn xoay khoảng chừng 5 tới 10 lần là bạn thấy nó sẽ nhanh từ từ lên. Và khi bạn xoay khoảng chừng 50 solve thì các bạn có thể thấy cái cube này nó nhanh nhanh khủng khiếp luôn. Nó sẽ nhanh, rất là nhanh. Mình nghĩ là chắc là tại vì cái loop của cái công ty hãng của nó nên là nó nhanh. Thì đây là cái cube này là mình chưa có setup gì hết, mình mở hộp ra và mình break in thôi. Thì mình thấy nó như vậy. Thì các corner thì các bạn khỏi nói rồi, GANs cắt rất là tốt. Mình xin nói luôn là con này là bạn nào chơi cũng được hết, nhưng mà bạn có đủ gọi là cái kỹ năng để gọi là kiểm soát con này hay không thôi, thì nó rất là nhanh. Chứ không phải là bạn cần phải 15 giây mới chơi được con này, 20 giây mới chơi được con này, thì sự không phải. Bạn có thể chơi được nhưng mà cái khả năng của bạn có thể kiểm soát được con này hay không, tụi nó rất là nhanh. Mình nghĩ nếu bạn bạn nào muốn kiểm soát con này thì chắc chắn là phải lao cái là cái silicon của cái hãng để vô đây, cái loop của cái hãng để vô đây, xong rồi các bạn siết ốc nó chặt lại để nó chậm lại bớt. Tụi con này nó rất là nhanh. Đối với mình là nó gọi là thuộc cái loại nhanh luôn, chứ không phải là cái loại gọi là vừa vừa nữa. Rất là nhanh, rất là khó kiểm soát. Cái lock up thì nó đã giảm đi rất là nhiều, nhưng mà mình thấy hầu như con GANs nào á nó đều cầm nó không có chắc chắn bằng những con như của Mu Dư, như là Tăng Long đồ thì cầm rất là chắc chắn, còn con này cầm không chắc chắn cho lắm. Cầm nó không chắc chắn cho lắm. Đó. Rồi. Thì cái cấu trúc của nó thay đổi một chút. Nó thay đổi nhất là cái cap của nó. Và cái này. Rồi. Thì các bạn thấy những cái cấu trúc hiện giờ của các cube á, thì đây họ đều dùng square up corner. Tại vì sao? Nó giúp không bị lật góc. Đây, cube này không thể nào lật góc được, trừ khi bạn đẩy cái tension nó rất là lỏng thôi. Còn dưới cái tension này thì không bao giờ có thể lật góc được. Thì mình nói luôn nha, đây là cái cube của Felix Zemdek chọn để làm main cube. Nhưng mình nói thẳng luôn á, là nếu mà người chơi thế giới họ chọn con này, không nhất thiết là bạn phải chọn con này để làm main cube. Tại vì họ thấy con này tốt đối với họ nhưng mà chưa chắc nó tốt đối với các bạn, nên là hãy lựa chọn thật kỹ vào. Tự nhiên mình thấy con này với con V1 nó cũng khá là giống nhau thôi, cái xoay của nó chỉ khác nhau cấu trúc một chút thôi. Thực sự mình thấy là nó xoay, mình thấy nó vẫn như gần giống như con V1 thôi. Bởi vì nếu bạn nào mà đang có V1 mà xài rất là ngon thì không cần đổi qua V2 đâu, tự gì nó gần giống như V1, nó gần giống như V1 luôn. Đó. Rồi, thì bây giờ các bạn hãy xem một số cái solve của mình với cái cube này.